Chúng ta hẳn đã từng nghe nói tới Nessie, quái vật hồ Ness. Nhưng liệu Nessie có phải là sinh vật duy nhất được phát hiện sống dưới lòng hồ hay không? Một vài người cho rằng những họ hàng của Nessie đang trú ngụ và duy trì nòi giống trong những hồ nước, dòng sông và biển cả trên khắp hành tinh này. Chúng tôi có vô số bằng chứng chỉ ra rằng chuyện này là hoàn toàn có thực. Mặc dù đây là một hiện tượng hiếm gặp, nhưng như tôi đã nói, chúng có thực. Tôi chắc chắn lần đó và nhiều lần khác nữa, tôi đã nhìn thấy sinh vật bí ẩn ấy. Nó sinh sống trong hồ nước và vẫn chưa được khoa học phân loại. Nhưng có một vấn đề nhỏ. Người ta không hề tìm thấy xác của những sinh vật này, những mảnh nhỏ không chứng minh được gì nhiều. Chúng ta vẫn thiếu những bằng chứng chắc chắn. Nhà khoa học muốn nhìn thấy bằng chứng. Họ muốn nhìn thấy những bằng chứng xác thực và đáng tin cậy. Hàng ngàn người đã bắt gặp sinh vật này. Một con quái vật mình rắn, thân nó nổi từng khúc trên mặt nước. Cái đầu đen xì của nó trồi lên khỏi mặt nước. Nó há to miệng và lao về phía chúng tôi. Phải chăng những con bò sát khổng lồ bí ẩn đang sinh sống dưới những tầng nước sâu mà khoa học vẫn chưa thâm nhập được? Hãy kiểm nghiệm những bằng chứng cùng những người tin và không tin vào sự hiện diện của quái vật hồ nước. Chúng ta sẽ cùng xem xét những bức ảnh, đoạn phim cho thấy một sinh vật giống như loài rắn biển, cùng những tín hiệu kỳ lạ từ thiết bị phát hiện tàu ngầm và những tảng thịt to lớn bị sóng đánh giạt vào bờ, trong hoàn cảnh mà khoa học duy vật và chủ nghĩa duy tâm tin vào sức mạnh siêu nhiên vẫn tranh cãi nhau về thế giới bí ẩn dưới tầng nước sâu. Quái vật tầng nước sâu từ lâu đã xuất hiện trong trí tưởng tượng của chúng ta. Chúng biểu trưng cho nỗi khiếp sợ và sự cám dỗ của thế giới dưới nước mà con người chưa thể vươn tới. Nhưng tới đầu thế kỷ 20, dường như mọi vật trên trời dưới biển đều đã được con người khám phá. Kỷ nguyên khoa học và khám phá đã giúp con người hiểu rõ thêm về đại dương bí ẩn. Và rồi một chuyện kỳ dị đã xảy ra. Con người đôi lúc bất ngờ phát hiện ra trong lòng biển cả ngày nay vẫn có những sinh vật kỳ lạ. Chẳng hạn như loài cá silicate, đáng lẽ ra phải bị tuyệt chủng từ 65 triệu năm trước. Hoặc con cá mập kỳ dị, con megamau, đã được các nhà sinh vật học đại dương thu được hóa thạch vào năm 1976. Trong khi hầu hết những con quái vật thật sự xuất hiện ở biển, thì những con quái vật trong truyền thuyết lại xuất hiện ở những hồ nước và trở thành một đề tài hấp dẫn đối với những nhà nghiên cứu. Khởi đầu là truyền thuyết về một hồ nước cấm tuyệt đẹp ở cao nguyên Scotland. Trường hợp đầu tiên nhìn thấy quái vật hồ Ness ở thời hiện đại đã được ghi chép vào năm 1930. Nhưng chỉ tới mùa xuân năm 1933, câu chuyện về con quái vật mới thực sự gây chú ý. Anh nhìn thấy nó ở đâu và vào lúc nào? Ngay ở đây, giữa hồ Ness. Trông nó như thế nào? Sinh vật đó cổ dài như cổ thiên nga, đầu nhỏ, phần thân có biếu dài chừng 3 mét. Nó có một biếu. Giống như lưng của một con voi hoặc là một chiếc thuyền lật úp. Trong suốt mùa hè, hết cuộc tiếp xúc này tới cuộc tiếp xúc khác với sinh vật lạ ở hồ Ness đã diễn ra. Người dân tả lại rằng họ nhìn thấy một sinh vật khổng lồ thời tiền sử, có cái cổ dài, đầu giống đầu rắn, trồi lên rồi lại lặn xuống trong hồ Ness. Chuyện này không vớ vẩn chút nào. Tôi đã nhìn thấy và tôi tin vào đó. Quái vật hồ Ness đã tạo ra một cơn sốt truyền thông. Đã có rất nhiều bức ảnh không chắc chắn về con quái vật ra đời sau khi tấm ảnh gây tranh cãi nhiều nhất xuất hiện. Từ lần xuất hiện đầu tiên đầy ngoạn mục trước công chúng, Nessie đã liên tục bị nhìn thấy ở nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới. Ở Bắc Mỹ, nó là quái vật hồ Cham. Ở hồ Okanagan, nó là quái vật Ogopogo. Ở bờ biển nước Anh là Moga, và ở Thụy Điển thì nó là con quái vật khủng khiếp này. Gần đây, nó đã được liệt vào danh sách những loài nguy hiểm. Ngày nay, trên bờ biển Thái Bình Dương của lục địa châu Mỹ cũng đã có hàng trăm người nhìn thấy nó, nhưng xác con vật này vẫn không hề xuất hiện. Vậy cái gì đã tạo ra nó?
Nhiều người nói đến nó không có nghĩa là nó có thực. Những sinh vật này sống sót theo cách thức mà khoa học chưa hiểu được. Chúng sống trong những truyền thuyết và trí tưởng tượng của con người. As a scientist, I can't believe my fellow scientific vertebrate people are not doing anything about this very challenging scientific problem. John Kirk, một thành viên của đội kỵ binh hoàng gia đã nhìn thấy con quái vật ở hồ Okanagan, British Columbia, Canada rất nhiều lần. Lúc đầu tôi nhìn thấy một sinh vật có cái đầu rất giống loài bò sát đang rẽ sóng giữa hồ Okanagan. Sau cái đầu đó, tôi nhìn thấy một cái cổ dài và cuối cùng là 4 tới 5 cái biếu liên tiếp nhau. Anh Tyler Ennis, một nhà sinh vật học và là con trai của một ngư dân chuyên nghiệp, đã nhìn thấy một sinh vật tương tự bên bờ biển British Columbia. Phần thân của nó liên tục chuyển động trong nước. Có khoảng 6 hay 7 cái biếu gì đó. Chúng nổi lên khỏi mặt nước ít nhất phải khoảng 1 mét. Chỗ dày nhất của thân nó cũng phải khoảng 30 cm. Tôi nhìn thấy nó khoảng 20 giây gì đó, và rồi nó lặn xuống nước. Bob Iverson cũng lớn lên bên bờ biển. Ông đã dành cả mùa hè để giúp cha mình đánh cá ở hồ nước khu vực British Columbia. Đột nhiên, ba cái biếu to đùng của nó xuất hiện, trông như những cái lốp xe tải vậy. Nó biến mất rồi lại xuất hiện, đủ cả ba cái. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy như thế. Hai anh em sinh đôi Bean và Bob Clark đã trải qua một loạt những cuộc tiếp xúc đáng sợ với con quái vật ở vịnh San Francisco, bang California. Nó nổi lên khỏi mặt nước và lao về phía chúng tôi. Tôi đã định ra khỏi xe, nhưng Bill gào lên, bảo tôi không được ra ngoài. Tôi nhận ra rằng mình không đáng bị con quái vật này giết chết. Tôi đã sợ rằng nếu anh ấy rơi xuống nước, nó sẽ nuốt chửng anh ấy. Chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn những trường hợp này trong phần sau của chương trình. Nhưng trước hết, hãy quay về với bà mẹ của những quái vật hồ nước, đó là Nessie. 70 năm sau khi truyền thuyết về Nessie ra đời, vẫn còn những người nhìn thấy nó ở hồ nước. And you drink one or two good local Scotch malt whiskies, but I had been drinking. No, definitely something alive. Tôi đã nhìn thấy ba cái biếu mà người ta vẫn hay nói tới của nó. Tôi cũng không nghĩ mình sẽ nhìn thấy. Ba cái biếu rất rõ ràng. Vấn đề là tôi nhìn thấy trong vòng 15 phút liền, nó đang bơi chậm rãi ngược với dòng nước, chậm thôi nhưng ngược dòng. Ghi chép đầu tiên về việc nhìn thấy quái vật hồ Ness xuất hiện từ thế kỷ thứ 6. Người ta kể lại rằng, khi đó một nhà sư người Ireland đã đối mặt với một sinh vật xấu xa xuất hiện trên mặt hồ, và ông đã ra lệnh cho nó trở lại lòng hồ. Nhưng phải sau sự kiện năm 1930, cuộc săn lùng Nessie mới thực sự bắt đầu. Lẽ tất nhiên, những tờ báo ở London rất muốn truy tìm những bức ảnh về sinh vật kỳ lạ này. Khi đó, một người dân địa phương, ông Hugh Grave, đã là người đầu tiên tận dụng cơ hội này, tạo ra một cuộc xôn xao trong giới báo chí. Nhưng hãy nhìn gần hơn, các bạn nhìn thấy một con quái vật hay một cái gì khác? Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời cho những người say mê quái vật. Họ đã tụ tập về hồ Ness. Trong số đó có một bác sĩ phẫu thuật tới từ London, tên là Wilson, người vào năm 1934 đã chụp được tấm ảnh này. Đó là tấm hình cổ điển về Nessie, với cái đầu và cổ ở vị trí vuông góc. Bức ảnh này ngay lập tức được mệnh danh là bức ảnh của nhà phẫu thuật. Người bác sĩ đã chụp tấm hình này quả quyết rằng nó có thật. Bức hình đã tạo ra ấn tượng về Nessie là một con khủng long thuộc họ Plesiosaur, một loài bò sát sống dưới nước đã được cho là tuyệt chủng cách đây 65 triệu năm trong thảm họa tuyệt chủng của loài khủng long. Nhưng liệu hồ Ness với những con sóng ngầm từ núi sâu có phải là nơi trú ẩn để loài Plesiosaur sống sót cho tới tận ngày nay? Hy vọng về việc bắt được quái vật hồ Ness đã tạo cảm hứng cho những người say mê quái vật đạt tới một đỉnh cao khác cho sự ngốc nghếch.
Chẳng hạn như cái chuồng này, nó đã được xây dựng từ 35 tấn thép vào năm 1934 để nhốt quái vật. Truyền thuyết về quái vật hồ Ness đã trở thành cơn sốt vào những năm 60 và 70 của thế kỷ trước. Ngay cả những nhà khoa học cũng bị kéo vào cuộc. Trong 60 năm qua, bức ảnh của nhà phẫu thuật vẫn trụ vững trước mọi thử thách của thời gian. Nhưng rồi vào năm 1992, một người tên là Chris Sperling đã tiết lộ một bí mật gây choáng váng. Ông nói rằng đó chỉ là trò lừa đảo của bố dưỡng ông là Doug Weatherall, một người Hoa Mỹ, chuyên săn lùng những chuyện giật gân. Ông đã được tờ Daily Mail thuê để chụp ảnh Nessie. Theo lời người con ghẻ, Doug đã không chụp được bức ảnh nào với con quái vật và đã bị tờ báo này sa thải. Ông đã lập ra một kế hoạch. Trước hết, ông dùng một chiếc tàu ngầm đồ chơi, và rồi ông tạo ra một con vật có hình dáng giống cái đầu của Nessie và lắp nó vừa vặn với phần trên của thân tàu. Khi con tàu Nessie đã sẵn sàng, ông và người con trai nhỏ hơn là Ian Weatherall đã thả con tàu xuống vùng nước nông của hồ Ness. Đứng ra xa một chút. Đúng rồi, đúng thế. Tuyệt vời. Ngay chỗ đấy đó, con trai. Weatherall đã chụp hình, và thế là bức ảnh ra đời. Cái cổ và cái đầu kỳ diệu với kích cỡ chỉ 24cm. Rõ ràng, Weatherall đã cho vị bác sĩ phẫu thuật người London Winston thấy rằng chính ông đã chụp bức hình đó. Nhưng có lẽ do bức ảnh đã quá nổi tiếng nên vị bác sĩ đã không rút lại lời tuyên bố. Vậy còn bức hình đầu tiên của Hugh Grant thì sao? Hãy nhìn lại một lần nữa. Với kỹ thuật chỉnh lại độ tương phản, ta có thể thấy đó là đầu của một chú chó đang nỗ lực hết mình bơi lại bờ với cây gậy trong miệng. You look at the photographs without the framework that says this is my version of the Loch Ness monster. You would never see these things as monster photographs. You'd see them as bad pictures out of focus of anything, but not a giant reptile. In scientific terms, theo giới khoa học viễn tưởng, thời kỳ thống trị lâu dài của Nessie sẽ không còn được bao lâu. Sau 75 năm bị phát hiện, vì sao nó không còn xuất hiện nữa? Những thiết bị phát hiện tàu ngầm đã được thả xuống hồ trong hơn 5 năm trời mà không phát hiện thêm được điều gì. Và một trong những fan hâm mộ Nessie cuồng nhiệt nhất cũng nghĩ rằng loài này đã bị tuyệt chủng. Nó là cá thể cuối cùng của loài này. Nhưng ngay cả khi Nessie đã về nơi an nghỉ cuối cùng trong lòng hồ nước mênh mông này, thì câu chuyện về những con quái vật hồ nước mới chỉ bắt đầu. Chúng ta hãy cùng tới Bắc Mỹ, nơi có hồ Okanagan, tại British Columbia, Canada. Cũng giống như Nessie, với hàng trăm tấm hình và hàng tá những người nhìn thấy nó, con quái vật ở hồ Okanagan cũng đã được nhìn thấy hàng trăm lần. Thậm chí đã có những cuộn băng ghi hình được nó. Hồ Okanagan rộng và sâu hơn hồ Ness, vì vậy nó có thể là nơi trú ngụ lý tưởng cho một con quái vật khác. John Kurt làm việc cho đội kỵ binh hoàng gia. Ông là tác giả cuốn Bàn về những quái vật hồ nước. Ông đã sưu tập hàng trăm trường hợp trông thấy quái vật được báo cáo lại. Nhưng quan trọng hơn cả, ông tin rằng quái vật hồ nước là có thật, vì ông đã tận mắt nhìn thấy nó. Tên thông dụng của con quái vật đó là Ogopogo. Approximately 17 years ago, I had the most incredible experience I've ever had in my life, where I beheld for the first time an animal that wasn't cataloged by science. Tháng 8 năm 1999, ánh nắng lại chan hòa. Vào thời gian này, Kurt trông thấy hai con rắn biển chỉ cách bờ khoảng 180m. Ông nói rằng ông có thể nhìn thấy phần thân của hai con rắn biển trong khi chúng chuyển động trên hồ nước. Tôi chắc chắn lần đó và nhiều lần khác nữa tôi đã nhìn thấy sinh vật bí ẩn ấy. Nó sinh sống trong hồ nước và vẫn chưa được khoa học phân loại. Có một nhà khoa học đã cố gắng phân loại sinh vật mà những người như Kurt đã tận mắt nhìn thấy. Đó là nhà sinh vật học đại dương Ed Bousfield.
Khi bạn nhìn thấy một sinh vật biển to lớn trồi lên mặt nước với hai hoặc ba cái biếu, cái này nối tiếp cái kia, không thể là cái gì khác. Đó chính là Cadborosaurus Wincy. Hãy gặp Cadborosaurus Wincy. Đó là sinh vật được Bousfield tạo nên từ miêu tả của hàng trăm nhân chứng. Nó là một động vật bò sát, có thể thở dưới nước, dài khoảng 21 mét, với một cái đầu ngựa, thân người giống như mình rắn, có vây hình quạt và có thể di chuyển với tốc độ rất lớn. Theo những nhà khoa học, đây quả là một điều kỳ diệu. Theo tiến sĩ Bousfield, đây là một con rắn biển đã tình cờ tiến hóa thành quái vật hồ nước. Những con sóng ma quái là một hiện tượng phổ biến tại những hồ nước Âu như hồ Ness hay Okanagan. Những hồ nước thường xuyên trở thành nơi trú ngụ cho những sinh vật bí ẩn. Liệu đoạn phim này do John Kurtz quay được là minh chứng cho sự tồn tại của một con thủy quái ở hồ Okanagan hay chỉ là hình ảnh của con sóng ma quái thường thấy? Barry Narrow đang tiến lại gần hòn đảo rắn chuông. Ở đây lòng hồ sâu tới 240 mét. Theo truyền thuyết của những thổ dân châu Mỹ, chúng ta đã tới quê hương của con thủy quái hung dữ chuyên ăn thịt người. Những người thổ dân mỗi lần đi qua đây đều phải mang theo những con thú nhỏ làm thức ăn cho con thủy quái. Nếu bạn không làm như vậy, bạn sẽ trở thành thức ăn cho con quái vật. Gần đây, Ogopogo vẫn chưa tấn công ai. Vì vậy, có thể nó đang trong giai đoạn thay đổi tâm tính. Dù sao đi nữa, những người thợ lặn đang chuẩn bị xem xét nơi trú ẩn của con thủy quái này. Nếu Ogopogo thực sự tồn tại, hẳn phải có rất nhiều con khác nữa cùng loài để chúng có thể duy trì nòi giống. Nhưng trong một hồ nước rộng thế này, thì cơ hội gặp được con Ogopogo vẫn rất mong manh. Thợ lặn DJ Von Schramm đã kiểm tra những vùng nước quanh đảo rắn chuông để tăng thêm cơ hội giáp mặt với thủy quái. Nhưng họ đang tìm kiếm con vật nào vậy? Nếu Bousfield đúng, họ sẽ gặp được con Plesiosaur, từ lâu đã là ứng cử viên hàng đầu cho bí ẩn về thủy quái hồ Ness. Hoặc có thể, họ sẽ gặp con Cadborosaurus Wincy, trông giống rắn biển hơn, với đôi chân trèo song song kỳ dị và một cái đuôi hình quạt. Nhưng những thợ lặn cũng chỉ có thể lặn xuống khoảng 120 mét, vì xuống sâu hơn sẽ rất nguy hiểm và quá tối. Có thể dưới đó mới là nơi trú ẩn của Ogopogo. Sau khi nghiên cứu, họ đã thấm mệt. Những người thợ lặn trở lên mặt nước. Có thể thiết bị phát hiện tàu ngầm với khả năng xuống sâu hơn những nơi con người không dám xuống sẽ minh chứng được nhiều hơn. Người điều khiển thiết bị phát hiện tàu ngầm Dan Dover quét dải đá ngầm bằng sóng âm thanh. Những hình ảnh trên màn hình được tạo thành do sóng âm thanh phản hồi lại khi đập phải vật thể. Unless it's something that you can obviously tell, like it's a ship or an airplane or something, you would have to go back and verify that hit. And with a living creature, it's not likely to be there again when you go back with cameras or divers. Nhưng vài năm trước đây, trong một chuyến tìm hiểu về Ogopogo, người ta đã có được hình ảnh này. Nó cho thấy một sinh vật có vẻ như là một con rắn biển, dài khoảng 13,5 mét, nằm cách lòng hồ khoảng 1 mét. Một vài người cho rằng đây là một thực thể sinh học. Gnarly crooked tree, which we have a lot of in this country, that would be the first thing that would come to my mind. Như chúng ta đã thấy, những bằng chứng về con thủy quái thường gây rất nhiều tranh cãi. Người thì cho đó là quái vật, người lại cho đó là thân cây, con sóng hoặc một loài cá lớn. Nhưng hãy xem lại đoạn băng ghi được rõ nhất về con Ogopogo. Điều đặc biệt làm cho con Ogopogo nổi tiếng hơn những con quái vật hồ nước khác là nó xuất hiện trên ảnh chụp và trong các đoạn băng không chỉ một hai lần mà là rất nhiều lần.
Trong những năm qua, đã có một người phụ nữ giữ trọng trách tập hợp tất cả những hình ảnh về con vật này, đó là bà Arlene Gould. Những người nhìn thấy sinh vật này, họ có kinh nghiệm về nó và trở thành những người tin vào sự tồn tại của nó. Nhà bà có một bộ sưu tập lớn gấp đôi của viện bảo tàng. Trong khi Ben và Joe xem qua kho lưu trữ của bà, họ đã tìm thấy cả một kho báu những bức ảnh nổi tiếng, những đoạn phim cũ, những đoạn băng từ máy quay gia đình. Họ đã tìm ra kho tàng của những con quái vật hồ nước. Đối với những con quái vật hồ nước nói chung, Ogopogo có vẻ là sinh vật thân thiện nhất. Có hàng tá những bức ảnh và thước phim, cũng như đoạn băng về nó. Không phải mọi hình ảnh chuyển động đều dễ dàng bị gạt đi. Ali chuẩn bị cho chúng tôi xem ba đoạn phim minh họa nổi tiếng nhất. Vào mùa hè năm 1980, Larry Fox đang quay phim các con của mình trong kỳ nghỉ tại hồ Okanagan. Khi đó, có một đám đông rất phấn khích đang tụ tập bên bờ hồ. Họ cùng chỉ tay về một chỗ nước sủi bọt cách bờ khoảng 90 mét. Tôi không biết nó to cỡ bao nhiêu, nhưng nó lớn và dài khủng khiếp. Tôi nghĩ đó là một chiếc tàu ngầm ở hồ Okanagan. Tôi cũng chẳng thể giải thích rõ hơn những người đã có mặt ở đó. One thing that intrigued me most about this film is that you do have the bow weight, you know, the crest is coming off of it. It seems to me that it's obviously some sort of living animal. He decided that he was only going to take a small portion because he wanted to save the rest of the film for his family, and of course this really upset me. Chưa hết, Ali tiếp tục cho chúng tôi xem đoạn băng quay vào năm 1992. Ở đây, ngay chính giữa phim, ta có thể thấy một sinh vật giống như con rắn biển đang di chuyển giữa hồ. Hãy nhìn cách nó bơi lội. Tôi cảm thấy rất phấn khích mỗi lần xem lại đoạn băng này, vì tôi đã đợi hàng năm trời để có được những hình ảnh như thế này. Through the water, I'm just watching the way it swims. That's the reason why I believe it's one animal. You see it actually in interaction with people, with humans, which is something that you rarely get. Mm-hmm. So I think it's certainly valuable in terms of that. Cuối cùng là đoạn phim cổ điển được quay vào năm 1968 của Foden. I'm not sure what speed it would be traveling at, but it's going pretty fast as far as I'm concerned. The Foden film attracted us not because it's good quality. It isn't. It's pushing water. We've looked at it repeatedly because so much has been made of it. Những hình ảnh chuyển động đầu tiên về loài rắn biển này đã gây ra sự xôn xao trong dư luận. Những nhà nghiên cứu sinh vật bí ẩn dự đoán rằng sinh vật trong đoạn phim được quay ở khoảng cách khoảng 270 mét và dài khoảng 21 mét. Kết luận của họ là con vật đó quá to và di chuyển quá nhanh, do đó không thể là một sinh vật đã biết. Ben và Joe biết rằng những chuyện kiểu này rất dễ bị phóng đại. Họ đã lần theo dấu vết của Foden. Họ muốn có xác định lại rõ ràng hơn về khoảng cách, kích cỡ của con quái vật trong đoạn phim của Foden. Công việc đầu tiên của Ben và Joe là tìm ra vị trí Foden quay đoạn phim. Sử dụng tấm ảnh tĩnh lấy từ đoạn phim và với sự trợ giúp của chuyên gia về quái vật hồ Ness, ông John Cutt, đoàn nghiên cứu đã xác định được vị trí con quái vật xuất hiện. All right, so the idea is that we're going to have surveyors up at the highway site, also down at the shore and on a boat there, and we take GPS coordinates of each place, and then we get the distances measured at different intervals. 20, 50, 75, 100, and 300 yards. Questions, comments? Họ lấy một vị trí ở bên kia bờ làm điểm mốc. Con thuyền của đoàn đánh giá được đưa ra giữa hồ để giúp xác định tỷ lệ. Và đoàn nghiên cứu sử dụng máy quay laser để xác định kích thước của con tàu tại mỗi vị trí nhất định. That's pretty good right there. Okay, we're going to take a picture now. Okay.
Khi con tàu ở khoảng cách xa bờ 270 mét thì mọi việc đã rõ. Vị trí con quái vật xuất hiện không thể ở khoảng cách xa như vậy. Theo ước tính của họ, thì con quái vật khi đó chỉ cách bờ khoảng 24 mét và có kích thước nhỏ hơn nhiều và di chuyển với tốc độ khá chậm. Ông Kirk cũng đồng ý như vậy. Con quái vật không có kích thước lớn như những nhà động vật học cổ đại suy tính ban đầu. Những nhà khoa học không biết được đích xác kích cỡ con quái vật, nên họ đã đặt nó trong khoảng dao động. Joe và Ben trở về lúc hoàng hôn. Cuộc kiểm nghiệm của họ không thu lại mấy kết quả, nhưng cũng không làm họ thất vọng. Chúng ta còn một bằng chứng nữa phải xem xét trước khi đóng lại hồ sơ về quái vật Ogopogo. Vậy những nhà phân tích pháp y sẽ phát biểu thế nào về những đoạn băng như thế này? Đã đến lúc đưa một người vào cuộc. Ông đã từng huấn luyện cuộc điều tra liên bang Mỹ FBI về những sự kiện kiểu này. Đó là Grant Frederick, nhà tư vấn những đoạn băng pháp y của FBI. Chúng ta hãy xem liệu ông có thể tìm ra bí ẩn của những đoạn băng về con thủy quái Ogopogo hay không. Trước hết, ông kiểm tra loại đoạn băng của Foden, được quay vào năm 1968 bằng loại phim 8mm. Frederick phóng đại phần phim có chấm đen, cái được cho chính là con quái vật. Frederick đã từng đi câu cá nhiều lần ở khu vực này. Ông cho rằng một con cá lớn sáng màu và theo sau là cái bóng đen của nó có thể tạo ra ấn tượng sai. Tôi cho rằng có lẽ ông ấy đang nghĩ đến con quái vật, và hình ảnh này là hình ảnh tưởng tượng của ông ấy chứ không phải của đoạn phim. Vậy còn đoạn băng gần đây hơn của Demuro quay vào năm 1992? Đoạn băng này thậm chí còn được quay ở gần hơn. Người ta nói rằng trong khoa học, những sự kiện khác thường đòi hỏi những bằng chứng khác thường. Đến nay, người ta vẫn chưa hoàn toàn minh chứng được là Ogopogo có thật. Nhưng ngay cả khi Ogopogo và rất nhiều họ hàng của nó trong những hồ nước trên khắp thế giới không thực sự tồn tại, chúng ta vẫn phải nghĩ tới một giả thuyết khác về một loài thủy quái sống dưới tầng nước sâu. Đó là những con quái vật biển. Dù sao thì trong đại dương mênh mông của chúng ta vẫn còn có rất nhiều chỗ trú ẩn cho những sinh vật kỳ dị, giúp chúng trốn tránh được con mắt dõi tìm của khoa học. Và trên thực tế, những sinh vật kỳ dị thực sự đã bị sóng đánh dạt lên bờ với một tần số không nhỏ. Chẳng hạn như tảng thịt khổng lồ này đã được tìm thấy bên bờ biển Chile năm 2003. Sự kiện này đã thắp lên tia hy vọng cho những người tin vào sự tồn tại của loài bạch tuộc khổng lồ. Giống như những miếng thịt của những sinh vật lạ khác, một miếng thịt của sinh vật lạ ở Chile đã được chuyển tới phòng thí nghiệm của tiến sĩ Skip Pierce tại Đại học Nam Florida. Xác của sinh vật này đã được chuyển tới các phòng thí nghiệm khắp nơi trên thế giới. Chúng thường được bảo quản trong những túi có khóa kéo chuyên dụng. Loại thứ này có thể bảo quản được rất nhiều mẫu vật. Chúng thường có mùi thật kinh khủng. Tiến sĩ Pierce, một nhà sinh vật học, đã từng kiểm tra những mẫu vật có từ cuối những năm 1800. Chẳng hạn như con quái vật Augustine hay con quái vật được phát hiện gần đây hơn ở Tasmania. Hóa ra, sinh vật lạ được tìm thấy ở Tasmania cũng giống như họ hàng của nó, cũng có những dấu hiệu giống sinh vật lạ ở Chile. Pierce cho một phần mẫu vật của sinh vật lạ ở Chile vào ống nghiệm có chất phân tích để xác định loại protein có trong mẫu vật đó. Kết quả thấy được từ kính hiển vi đã khẳng định những nghi ngờ. Đó là da cá voi. Bạn có thể thấy rất rõ ràng, nó khớp mọi chi tiết với lớp da của loài cá voi lưng gù. Con cá voi này hẳn phải mất nhiều thời gian để trút bỏ lớp da này. Nếu lớp da này trôi nổi trên mặt nước đủ lâu, nó sẽ bị phân hủy, trừ loại protein có trong đó. Loại protein có trong lớp da cá voi hầu như không hề bị phân hủy. Không hề bị phân hủy, không hề ảo tưởng và không thể chối cãi. Any sea monster where there's been an existing piece that has gotten into a laboratory has been identified. And so far it hasn't turned out to be anything unknown, I regret to say. Có một con thủy quái, hoặc cũng có thể đó chỉ là con vật tưởng tượng đã được đặt tên theo vịnh Cape Borough ở Vancouver, Canada.
Dựa trên hàng trăm trường hợp đã quan sát được, Carbosaurus winsi đã được giới thiệu rộng rãi tới giới khoa học trong một ấn bản của nhà sinh vật học đại dương Biosphere và nhà nhiếp ảnh đại dương Paul LeBlanc. Con vật có biệt danh là Caddy. There's been lots of sightings of Caddy around Victoria and all along this coast and in the Gulf Islands and in Saanich Inlet. There's been hundreds of observations of Caddy over the last 100 years or so. Caddy không chỉ bị nhìn thấy, một vài người nghĩ rằng chủng loại kỳ lạ của nó đã từng xuất hiện vào năm 1937 tại một bến cảng ở Harbert. Chuyện kể rằng, một người bán thịt cá voi khi bỏ lớp vải bọc miếng thịt ra đã nhìn thấy xác sinh vật lạ này. Nó không giống với bất cứ sinh vật nào họ từng thấy trước đó. Biosphere và LeBlanc đã rất quan tâm. Họ thấy rằng con Caddy này có những đặc điểm trùng hợp với những miêu tả. Đó là có đầu giống của một loài bò sát, phần thân giống của rắn biển, có vây hai bên hông và đuôi, cái quạt. It might be a specimen of cat. Nobody has come up and said to us, you dumb wits, this is a such and such. No. So it remains a mystery creature. Thật không may, mẫu vật này đã biến mất. Nhưng LeBlanc và Biosphere chắc rằng sinh vật này thực sự tồn tại. Về cơ bản, đó là một con rắn biển khổng lồ, dài khoảng 30 mét, có vây song song và đuôi hình quạt. Và một điều nữa, nó có thể thở dưới nước. Thực tế hay chuyện viễn tưởng, những câu chuyện về rắn biển bắt đầu di chuyển xuống miền Nam. Có thể hôm nay, vịnh San Francisco, California có thể sẽ chứng kiến sự khởi đầu của một kỷ nguyên thủy quái mới. Đó là loài rắn khổng lồ ở San Francisco, có tên gọi Kia Frani. Hãy xem xét trường hợp quan sát này vào năm 1993, không chỉ bởi một mà là năm người. Một đội làm đường đang làm việc bên đường cao tốc dọc theo bờ biển Thái Bình Dương tại Bắc San Francisco, và họ nghe thấy tiếng chuông báo động của một người lính cứu hỏa. Một vật gì đó lớn bất thường và di chuyển rất nhanh, có vẻ như một con thủy quái đang di chuyển dưới nước. Chỉ có Martin, người giám sát, là nhận cuộc gọi và chạy ra xem. Seemed like anything was pulling it, and all of a sudden it came up, and it just started splashing all over. And it seemed like it had about 3.5 humps. I never saw the end of it. I never saw the tail. The head was very difficult to describe. Very ferocious looking. It wasn't a friendly looking creature. Nhưng đối với những người mà việc nhìn thấy rắn biển đã thay đổi cả cuộc đời, thì chắc hẳn không gì có thể so sánh với kinh nghiệm của Bill và Bob. Những người cho rằng mình đã tận mắt nhìn thấy rắn biển. Họ bị ám ảnh bởi việc phải ghi lại hình ảnh của con quái vật. Vào một sáng mùa đông năm 1985, hai anh em sinh đôi đang đứng ngắm cảnh tại cầu Cổng Vàng. Chính lúc đó, họ đã có một cuộc tiếp xúc gần đầu tiên với con quái vật khổng lồ. Theo như Bill và Bob, lúc đầu con rắn khổng lồ đã làm họ hết sức kinh ngạc. Chúng tôi đến đây từ lúc sáng sớm trước khi đi làm và uống một tách cà phê, ăn bánh, ngắm cảnh đẹp ở vịnh San Francisco. Bỗng nhiên, họ nhận thấy một đàn sư tử biển. Khi nhìn kỹ, họ thấy chúng đang bị truy đuổi gắt gao. Rồi bỗng nhiên, họ chỉ có thể tả lại rằng họ đã nhìn thấy một con rắn biển trồi lên khỏi mặt nước. Tôi có cảm giác mình đang nhìn thấy một con khủng long. Có cảm giác tôi trở về quá khứ cách đây hàng triệu năm khi tôi thấy sinh vật này trồi lên khỏi mặt nước. And as it was there, I could see it turning around, obviously looking for the sea lion. Sau cuộc tiếp xúc gần khủng khiếp đó, không có chuyện gì xảy ra trong vòng 17 năm sau. Nhưng hai anh em sinh đôi đã rất kiên nhẫn.
Cuối cùng, vào tháng 1 năm 2004, họ mua được một chiếc máy quay mới, và trong khi đang lia máy quay, họ chụp được hình ảnh này. Họ nghĩ đó chính là con rắn khổng lồ đang lao đầu xuống nước. Họ gửi đoạn băng tới tiến sĩ Bousfield. Nhưng nhà tư vấn những đoạn băng pháp y của chúng ta sẽ nghĩ sao về con Carbosaurus? Chúng tôi đã nhờ Grant Frederick xem đoạn băng. Vì đoạn băng được quay ở một khoảng cách xa và không có giá đỡ máy quay, ông đã ổn định lại những điểm đen trên đoạn băng bằng cách cho mỗi điểm vào một khung cố định. Khi độ rung của đoạn phim đã được giảm thiểu, cái mà tiến sĩ Bousfield và Clark tin rằng là một con rắn khổng lồ ở khoảng cách xa đã được xác định rõ ràng. Con rắn khổng lồ được tạo thành từ nhiều vật thể, chuyển động theo đội hình. That are a different size, a different shape, and that are not moving in unison. They're moving apart from each other. Cuộc tranh cãi về những con quái vật hồ nước hay đại dương sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi con người tìm thấy thi thể thực sự của chúng. Việc thiếu những bằng chứng xác đáng đã làm cho sức hút của những con thủy quái này dường như không bao giờ lắng xuống. Liệu chúng có phải là những con quái vật thực sự trong hồ nước và đại dương, hay đó chỉ là trí tưởng tượng của con người trước lòng sâu bí ẩn của đại dương? Not allowing the possibility of a biological life form living in this lake and just shutting the door, and it's a very sad indictment of where science is going. Where has the spirit of discovery and adventure gone? No sea monsters have ever shown up. As soon as one shows up, I retract everything I've said so far. I don't know what the answer is. Tôi không biết câu trả lời là gì. Tất cả những gì tôi biết là chúng rất hiếm khi xuất hiện, nhưng chúng thực sự có tồn tại. Giá mà có cách nào bắt được chúng. Thank you.